Cho các bạn hôm nay thì đồng hồ Tigon sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồng hồ nữ. Đây là cái mẫu đồng hồ nữ kim xanh các bạn nhé, nhìn rất là hay. Kim xanh và mặt trắng, nhìn rất là lạ đúng không ạ? Và con số ở đây là con số cơ bản, không phải số La Mã hay là vạch, nên là nhìn nó cũng rất là hay. Đây, ở những chiếc Longines thì cái chiếc đồng hồ này khoảng tơ khoảng 20 triệu các bạn nhé. Nhưng mà ở những chiếc đồng hồ Carnival này các bạn chỉ mua với giá hơn 1 triệu thôi. Thì bên mình hôm nay đang khuyến mại từ 2 triệu hơn xuống còn hơn 1 triệu thôi, để các bạn có thể dùng thử một chiếc xem chất lượng nó như nào nhá. Thì cái hàng xịn thì các bạn phân biệt như này này, cái kính của nó là kính chống sốc rồi này, không nói này. Còn cái vỏ ấy các bạn nhìn này, hàng 300.000 các bạn nhìn vỏ nó biết ngay, nhìn nó xỉn màu, nó giống như kiểu bằng lớp nhựa mà mạ chrome lên, còn cái này nó sáng bóng, nó đẹp như của bạc sáng ấy. Đấy, ngay cả cái kim các bạn nhìn này, đấy, hay là cả những cái chi tiết bên trong, nhìn cái này nó sáng loáng lên, nó rất là đẹp, so nó đẹp, nó sáng, sang chảnh so với cái này rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, thì nên là các bạn mà đeo vào vài chiếc đồng hồ kia thì các bạn thêm tiền các bạn dùng chiếc đồng hồ này cho mình nhé các bạn nhé. Được chưa ạ? Bạn nào mà thích cái này thì hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ nhé, bên mình ship hàng các bạn xem nhé. Xem xong các bạn thích thì mới phải trả tiền nhé, còn nếu mà không thích thì các bạn không mất một đồng phí nào nhé. Ngoài ra thì bên mình đang sale rất là nhiều những cái hãng khác ở trên tigon.vn, thì các bạn có thể vào tigon.vn các bạn xem thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem, và các bạn hãy nhanh tay comment số điện thoại bên dưới để đặt cho mình sớm nhất nhé, bởi vì bên mình khuyến mại chỉ có 1 đến 2 chiếc sản phẩm mỗi mã thôi nhé.